bột bánh rán pha sẵn 3 giờ đây. Mẹ con ta cùng nhau làm bài, chỉ cần nước cho thêm vào rồi cho cháu lên ngay. Mẹ ơi, cháu đã hãy dùng tạm về nội trợ. Wow. Vậy là ta có chiếc bánh rán, đã ngon và không phải món ăn kèm. Ông bột lọc, mật ong, phô mai nè, hay cả mứt dâu nữa. Wow. Nhưng đây chỉ muốn được ăn hoài mỗi ngày. Bánh rán siêu ngon, đúng ý của con.